cái chế độ ăn cho chị em từ 30 đến 50 tuổi rất là dễ thực hiện. Thứ nhất là ăn ít lạc. Khi đến độ tuổi này, nhu cầu năng lượng giảm thì chị em dễ tích mỡ hơn. Thứ hai là chị em cần nhiều canxi và vitamin D hơn. Như chị đã chia sẻ ở những video trước đây, thì canxi và vitamin D sẽ giúp xương khớp của chị em chắc khỏe hơn. Chị em ấy thì nên lựa chọn những cái dòng canxi mà từ tàu đầu, như những cái dòng canxi mà dược sĩ đang uống này. Đó, thì nó sẽ giúp cơ thể hấp thu tốt hơn và tránh cái hình thành sỏi. Thứ ba ấy, là nhu cầu protein của chị em cũng cần được đảm bảo để duy trì cái khối lượng cơ này. Và protein ấy có thể có trong trứng này, thịt này. Thứ tư ấy, là nhu cầu chất xơ của chị em tăng lên. Chị em bổ sung những cái chất xơ hòa tan trong những cái loại quả có múi như là quả cam này, quả quýt này. Và chị em cũng đặc biệt tỉ là bổ sung các cái chất béo tốt như omega 3 có trong cá biển như là cá hồi này, cá thu này hay là cá tích. Hoặc là chị em có thể tìm những cái dòng omega 3 mà từ dòng nhiễm thủy như này. Nó sẽ rất là tốt để mình có thể bổ sung hàng ngày. Chúc chị em có cái chế độ ăn uống hợp lý để mình duy trì cái tuổi thanh xuân của chúng ta.